Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Thì video ngày hôm nay em mạo muội mong quý vị có thể cho em một cái câu trả lời chính xác, một cái sự góp ý sâu sắc, hay có thể nói là một cái sự góp ý sáng suốt nhất, rằng là khi mà những cái khán giả này đã để lại một lượt bình luận ở trên kênh của em, nói là như vậy là đúng hay sai nha quý vị. Thực tế đó là những gì mà vị này đã gửi cái bình luận, nó rất là liên quan đến cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Cho nên em xin phép được chia sẻ cái bình luận này. Và cụ thể thì thưa quý vị, cái nội dung của cái bình luận được nói như thế này. Chào em, nói về Hu ở đâu sống sẽ sướng hơn Mỹ hay Canada, châu hay là châu Âu sẽ tốt hơn, chỉ có con đường về quê là tốt nhất, không còn nghe những cái lời thị phi đấu đá tranh giành hơn thua. Về quê thì thanh tịnh an nhàn, nghe cái tiếng nước chảy góc gách, tiếng chim hót líu lo. Còn đối với những người mà đã vượt biên thì không nên đi về Việt Nam để làm gì. Việt Nam đã chết mất từ lâu rồi, những người mà bất mãn chế độ Việt Nam thì về để làm gì? Đời sống an ninh xã hội rất là thấp kém, tệ nạn xã hội nghèo đói ở gầm cầu, nhà ở chuột, đời sống thì vất vả. Ở Mỹ thì có homestay, homeless cũng như là sướng hơn Việt Nam. Có người mang đồ ăn cho lúc mà trời lạnh lẽo, thì có người cho áo mặc không hết. Thì sống tự do tự tại, chỉ có những cái người mà đi trước năm 75 tìm tương lai cuộc sống ở Mỹ thành công trên quê hương thứ hai, thì trên 50 năm thì những người đó mới còn nhớ Việt Nam. Còn dạng sau này thì vượt biên đi tìm tự do, họ có thành kiến về chế độ. Những người vượt biên bằng đường bộ đi qua Thái Lan, đi qua nhiều nước khác rồi mới đến Mỹ, ngàn đời sau họ không về Việt Nam. Những người mà đu càng, những người mà ôm cái giấc mộng mà Mỹ, họ không về, thậm chí là đã kích nói xấu Việt Nam, thành phần chống phá đất nước để được ở tù, có cơ hội được xuất cảnh sang Mỹ. Thì cái gì cũng tốt hơn, y tế xã hội quan tâm nhiều hơn. Ở Mỹ thì được lái xe hơi ở nhà to, không như ở Việt Nam thì nhà ở chuột. Việt Nam chật người, rất chật người đông bằng một bụng tay, còn ở Mỹ và Canada thì đi cả đời cũng không hết. Đó là cái bình luận mà được vị khán giả này gửi về kênh của em. Và vị đó là viết không có chấm phết đúng câu, cho nên mình ngưng nghĩ đôi khi nó sẽ không được chọn câu quý vị. Hiện nay thì quý vị đang sống ở đâu? Tuy nhiên thì qua những gì mà vị này nói đó thì em cũng chưa có hiểu cho lắm, chưa có hiểu rõ hết. Thì theo cái khía cạnh nào đó thì nên là em mời quý vị mình có thể mình cùng nhau nhận xét nha quý vị. Kính thưa quý vị, thì một cái bình luận kế tiếp đây, bình luận của chị L, và chị ấy đã nói như thế này: quý vị nếu mà không có ăn, mình đi qua Mỹ bây giờ thì mình có được cái sự bình an và ăn uống đầy đủ. Nếu mà là tôi không trở về Việt Nam, không trở về Việt Nam luôn, ở đây chơi thì về, còn nếu mà ở luôn thì phải có thật nhiều tiền thì mới có thể sống nổi. Còn ở Mỹ có đi như thế nào chăng nữa thì cũng sống được hết. Em bệnh hoạn có chính phủ lo, nếu mà mình giàu thì khác, còn nghèo thì chính phủ lo hết. Còn ở Việt Nam thì nghèo cho chết luôn. Tôi nói thật, ở đây ở đâu cũng phải làm hết, nhưng mà ở nước ngoài nếu mà mình chịu khó mình làm vài năm thì mình có dư giả. Còn ở Việt Nam thì cái bàn tay trắng, nếu mà làm vài năm thì chưa chắc đủ sống, rồi chết thì sao, làm vài năm chắc cũng đủ sống rồi.
đừng có nói là dư, thì phải nói là đối với cái bình luận thứ hai này thì thưa quý vị, em thấy nhận thấy là chị này nói về cái câu chuyện đời sống Mỹ, về cái chuyện mà chính phủ người ta lo mọi thứ về cái chính sách y tế giáo dục. Phải công nhận là nó ok, nó tốt, người dân thì có một sự công bằng quý vị, được chính phủ người ta quan tâm. Điển hình đó là ở Canada lâu lâu thì chính phủ người ta sẽ có những chương trình quỹ hỗ trợ, ví dụ như là hỗ trợ về cái chi phí sinh hoạt, nếu mà thu nhập của mình thấp thì chính phủ người ta sẽ cho thêm tiền để mình sống qua cái giai đoạn lúc khó khăn. Thì chính phủ người ta đang hỗ trợ mình về cái khoản trợ cấp về thời tiết đó quý vị. Và em thấy là cái chuyện này nó quá hay đi chứ. Rõ ràng là cái thời tiết thì lúc này thì như quý vị đã thấy nó quá là nóng, phải luôn không quý vị. Cho nên là người ta cho thêm mình tiền để mình giải quyết cái việc này, việc kia. Thì em thấy, cảm thấy thì rất là trân trọng quý vị. Còn thí dụ mà em nói đến cái chuyện nếu mà những quý vị khán giả ở Việt Nam mình có nghe thì mình trả lời cho em thử xem là ở Việt Nam á, trời thì nóng như đổ lửa vậy đó, mà nhiều người ở trọ mà cái máy quạt á là mình phải tự mua quý vị, chứ đâu có ai giúp đỡ cái tiền để mà sinh hoạt thêm đâu. Thì không cho thêm cái tiền để trả mà còn tăng tiền điện này kia. Và nói chung là em thấy dẫn chứng ít thôi, chứ cũng không dám dẫn chứng nhiều quý vị. Thì như trong cái mùa dịch á, thì có một cái khoản tiền là 1 triệu một người, mà nghe nói ai cũng được hưởng tiền đó. Nhưng mà rốt cuộc thì em vẫn nghe nhiều người than phiền là nhà tôi 5 người mà tôi thì 4 người, mà có người được lãnh thì và có người không được lãnh luôn quý vị. Thì qua hai cái bình luận trên cũng như hai cái câu chuyện trên thì quý vị thấy có nhận định như thế nào, có thể bình luận ở dưới để biết thêm. Và quý vị thấy video này ý nghĩa thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để ủng hộ tinh thần em về những thứ tiếp theo. Em xin cảm ơn quý vị.